rất là khó với tất cả các bạn thí sinh. Cho nên là nếu mà có thi mà có hát mà nếu mà không đúng chủ đề á thì không quý vị mình không cần phải bỏ qua. Thì tất cả mọi người ta biết là thi là nào như thế nào cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Dạ, ok. Và bây giờ chỉ còn một phong bì nữa thôi. Và chắc chắn có nhiều tụi mình rồi. Mời anh hãy mở phong bì nha. Dân ca Bolero. Wow! Một tràng pháo tay để khích lệ cho tinh thần của lớp ngoại thi quý vị ơi. Xin mời lớp ngoại thi. Vừa nhiều quý vị trời là con bé chưa hết chưa hả? Ai chưa có bé nhất nhiệt cái tay cao lên đi được nhìn chi tới cùng đường cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Đó mời tôi nhé, chị có bao nhiêu nghe đọc thống gì? Rồi ai còn nhé mình chạy ra đây giúp em nhé. Rồi đó ai còn nhé chạy và chị gắn giúp em luôn. Đó bây giờ vậy là bao nhiêu nghe đọc gì đó sẽ nhận qua. Đó chính là một và bầu trời của nhà được trở 137 Master Food Hàng Nghi. Đó cảm ơn quý vị rất là nhiều. Qua trong đời này ai chưa bé nhất nhiệt cái tay cao lên. Và ai đã còn là bé rồi tập trung ánh sáng bắt đầu chuẩn bị. Giờ số chúc quý vị gặp lần này thật nhiều may mắn. Show me my Oh.
có số tiếp gì để chơi qua và có những chuyên gia chúng tôi bên dưới. Em xin mời những chuyên gia mình bước lên trên để kiểm tra những gì trong buổi nhà hôm nay.